Sáng ngày 23 tháng 3, Hội Cựu chiến binh xã Yên Khương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và chỉ đạo đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, lãnh đạo xã Yên Khương và 55 đại biểu đại diện cho 271 hội viên cựu chiến binh toàn xã về dự đại hội. Trong 5 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh xã lần thứ 7 nhiệm kỳ 2017-2022 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Yên Khương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã tích cực chủ động tập trung vào tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, công tác quốc phòng an ninh, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đồng thời tuyên truyền chỉ đạo các chi hội cơ sở hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. 5 năm qua, các hội viên đã đóng góp được trên 1.000 ngày công lao động, cống hiến trên 1.500 m2 đất các loại để làm nhà văn hóa, bài đập, kênh mương nội đồng và làm đường giao thông nông thôn. Hội đã tuyên truyền vận động 100% gia đình hội viên tham gia đóng góp được hơn 80 triệu đồng, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, Ban chấp hành hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với trên 14 tỷ đồng cho 93 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ hội viên. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã được các cấp hội thường xuyên quan tâm, tập trung triển khai, nhất là phong trào xây dựng quỹ hội. Đến nay, đánh giá chuẩn nghèo đa chiều năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 21,15%, hộ cận nghèo còn 41,53%. Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã đề ra các giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, chung tay phòng chống dịch COVID-19, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh xã Yên Khương tiếp tục phát huy truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí, bầu 11 đại biểu chính thức tham dự đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Lang Chánh sẽ diễn ra trong thời gian tới.